chiếm được Soleda, quân đội Nga ùn ùn tiến về Pakhmut. Điện Kremlin kiểm soát cứ điểm kiên cố gần thành trì Donbass. Kiev tấn công Donetsk dữ dội, nổ lớn dùng chuyển biên giới. Lưới điện Ukraine có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. NATO điều chính sát cơ giới Romania giám sát Nga. Phương Tây hiểu sai toàn tính của ông Putin khi thay tướng. Moscow đáp trả trừng phạt phương Tây bằng 3 át chủ bài đáng gờm ông Putin chấm dứt hàng loạt thỏa thuận với châu Âu. Diễn biến khác, Trung ương đồng ý để Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ. Căng thẳng với Trung Quốc leo thang, Đài Loan làm điều lần đầu tiên trong lịch sử. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin quốc tế chiều thứ tư ngày 18 tháng 1 của TV Trends nâng tầm kiến thức. Bản tin ngày hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất, nóng nhất về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine cùng những sự kiện đáng chú ý tại Việt Nam và các nước trên thế giới. Vừa rồi là điểm những tin chính sẽ có trong bản tin và ngay sau đây hãy cùng Hồng Hạnh đến với những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, ngay sau khi giành quyền kiểm soát thành phố khai thác muối soleda thì các lực lượng Nga đang tiến về thành phố Pekmut ở miền đông Ukraine. Nga cuối tuần trước đã tuyên bố chiếm được Soleda, nằm cách Bách Mút chỉ 15 km về phía bắc thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Và vào thứ Ba ngày 17 tháng 1, các nhà chức trách do Điện Kremlin hậu thuẫn ở khu vực Donetsk tuyên bố trên Telegram rằng Solyndra đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga hoàn toàn. Tuy nhiên, Ukraine vẫn tiếp tục bác bỏ thông tin cho rằng Solyndra đã bị lực lượng Nga chiếm giữ. Hôm 17 tháng 1, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Quân sự miền Đông Ukraine Shehif Jerovasti nhắc lại rằng các lực lượng của Ukraine vẫn đang cầm cự ở mặt trận này. Trong đánh giá mới nhất về cuộc chiến ở Ukraine, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, một nhóm chuyên gia cố vấn có trụ sở tại Mỹ cho biết, các lực lượng Nga đang tiến về Pekmut và đang tăng cường các cuộc tấn công gần Kalishchivka nằm ở phía tây nam Pekmut sau khi chiếm được Soleda. ISW cho biết đây là một phần trong nỗ lực mới của Nga nhằm bao vây Pekmut sau nhiều tháng tấn công trực diện không hiệu quả. Nhóm chuyên gia cố vấn lưu ý rằng một blogger nổi tiếng của Nga cũng đã xác nhận các lực lượng của Nga đang tấn công Klitschivka và các bước tiến của Nga ở miền nam Pekmut sẽ cho phép lực lượng Nga đe dọa các tuyến liên lạc mặt đất của Ukraine trên đường cao tốc T-0504 từ Yar đến Pekmut. Cùng với Pekmut, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramran Kadyrov đã tuyên bố lực lượng đặc nhiệm server Akhmat đã giành quyền kiểm soát một cứ điểm quan trọng của Ukraine sát ngay thành trì Marinka ở Donbass. Ngày 17 tháng 1, trên trang Telegram, ông Kadyrov tuyên bố các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Shever Akhmat đã đột kích một cứ điểm kiên cố của Ukraine, bao gồm cả các công sự ở gần thành phố Marinka. Theo nhà lãnh đạo Chechnya, lực lượng Chechnya đã loại khỏi vòng chiến đấu một số lượng binh sĩ Ukraine cũng như bắt giữ nhiều quân nhân Ukraine. Ông Kadyrov cho biết thêm, cứ điểm nói trên nằm ở vị trí thuận lợi, gồm tuyến công sự và các vị trí phòng thủ, Việc giành được cứ điểm kiên cố này là kết quả tuyệt vời mà các binh sĩ của Chechnya đã làm được. Cứ điểm này rất quan trọng về mặt chiến lược và giành được nó là một thành công lớn ở mặt trận Marinka, ông nhấn mạnh. Trước đó, lãnh đạo vùng ly khai Donetsk Denis Bushilin tuyên bố, Nga sắp kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Marinka và một số khu vực khác tại Donetsk. Diễn biến có thể khiến Ukraine rơi vào thế khó. Ông nhận định, nếu Nga giành được Marinka, điều này sẽ giúp mở ra bước tiến cho lực lượng Moscow ở các khu vực ADFK, Kurakhovka và Krasnogorovka lần cận. Theo ông Bushilin, đà tiến này có tính chiến lược cao vì ông cáo buồn Ukraine đã và đang pháo kích Donetsk Rashinovastaya từ khu vực gần ADFK. Ukraine hiện chưa bình luận về những thông tin trên. Một loạt vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thành phố Pekoros của Nga vào đêm 16 dạng sáng ngày 17 tháng 1. Thống đốc của tỉnh tuyên bố rằng các hệ thống phòng không đã được triển khai. Trong khi đó, quân đội Ukraine bị cáo buộc đang sử dụng vũ khí phương Tây viện trợ để tấn công dữ dội lực lượng Nga ở Donetsk. Theo Pravda, ông Vyacheslav Kraskov, thống đốc tỉnh Pekoros, tỉnh biên giới giáp Ukraine của Nga, tuyên bố trên Telegram rằng hệ thống phòng không của chúng tôi đã được kích hoạt ở Pekoros các dịch vụ khẩn cấp đang khắc phục hậu quả trên mặt đất. Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong hay thiệt hại nào. Hiện lý do dẫn đến các vụ nổ chưa được công bố. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS của Nga hôm 16 tháng 1, một quan chức thuộc lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk cáo buộc quân đội Ukraine đã liên tục tập kích vào khu vực này trong thời gian qua. Theo vị quan chức này, ngay từ sáng ngày 16 tháng 1, hàng loạt khu vực ở Donetsk đã phải hứng chịu những đợt tấn công dữ dội từ tên lửa, hỏa tiễn và pháo binh Ukraine. Quân đội Ukraine đã sử dụng các vũ khí tầm xa, trong đó có pháo phản lực phóng loạt do phương Tây viện trợ để tấn công Donetsk. Thời gian qua, nhờ được phương Tây liên tục viện trợ vũ khí đặc biệt và pháo phản lực phóng loạt mà quân đội Ukraine đã tiến hành nhiều vụ tập kích nhằm vào các vị trí do Nga kiểm soát tại khu vực Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine. Các nhà phân tích cho biết, các vụ tấn công này nhằm phân tán lực lượng Nga, qua đó giảm bớt sức ép tại các mặt trận Soleda và Bakhmut. Trong bối cảnh Moscow ngày càng tăng cường tập kích và dội bom tên lửa trên diện rộng, thị trường Kiev Vitaly Klitschko thừa nhận nếu điều này cứ tiếp diễn thì lưới điện của Ukraine có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trả lời phỏng vấn hãng Reuters bên lề diễn đàn kinh tế thế giới, thị trường Kiev Vitaly Klitschko cho hay, Ukraine không muốn nói chuyện đến sụp đổ, nhưng nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bởi bất cứ lúc nào tên lửa của Nga cũng có thể phá hủy hạ tầng quan trọng ở Kiev và những thành phố khác. Theo ông Klitschko, nước này đang thiếu hụt khoảng 30% lượng điện ở Kiev. Thời tiết hiện giờ rất lạnh, chỉ khoảng âm 10 độ C, âm 20 độ C, thậm chí thì thoảng xuống âm 30 độ C. Sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt như vậy và không có điện, không sưởi ấm là gần như không thể. Đó là lý do tại sao tình hình rất nghiêm trọng và người dân Ukraine đang chiến đấu để sinh tồn. Các cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái diện rộng của Nga kể từ đầu tháng 10 đã phá hủy khoảng một nửa hạ tầng điện của Ukraine. Hàng triệu người dân ở nơi đây rơi vào cảnh thiếu điện, nước, hệ thống sưởi ấm giữa mùa đông giá rét. Mặc dù giới chức Ukraine nhận định kho tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã cạn kiệt, song không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow đã ngừng chiến thuật tập kích diện rộng vào hạ tầng trọng yếu của Ukraine. Song song với đó, NATO lần đầu triển khai trinh sát cơ tới căn cứ ở Romania. Chúng dự kiến sẽ được ở lại đây trong vài tuần để theo dõi các động thái của Nga. Chiếc trinh sát cơ đầu tiên của NATO đã hạ cánh xuống căn cứ không quân ở Bucharest, Romania hôm qua và hai chiếc khác dự kiến hạ cánh sau đó. NATO tuần trước công bố rằng họ sẽ triển khai các máy bay kiểm soát và cảnh báo trên không, viết tắt là AWACS, tới Bucharest để thực hiện những chuyến bay do thám trên lãnh thổ NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Romania nói trên Facebook rằng trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch ở Ukraine, NATO sẽ giám sát hoạt động quân sự ở Sơn Đông với sự hỗ trợ của các máy bay AWACS. NATO đã tăng cường hiện diện trên không bằng chiến đấu cơ, trinh sát cơ và máy bay tiếp dầu ở Đông Âu và vùng Baltic kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine cuối tháng 2 năm ngoái. Trinh sát cơ được triển khai tới Romania thường phi đội 14 chiếc của NATO thường đóng ở Đức. NATO cho biết chúng có thể phát hiện máy bay khác cách xa hàng trăm km. Mới đây, việc Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Đại tướng Gerasimov được bổ nhiệm làm tư lệnh chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã gây bất ngờ lớn. Tuy nhiên, theo một quan chức người Mỹ, thì phương Tây đang hiểu sai ý đồ của Moscow khi thay tướng lãnh đạo chiến dịch. Sergei Shurovikin, người được phương Tây gọi bằng biệt danh tướng quân Armageddon, đã được thay thế trong vai trò tư lệnh chiến dịch quân sự đặc biệt bởi Valery Gerasimov, tổng tham mưu trưởng quân đội Nga. Đối với châu Âu, tin tức này được coi như một tín hiệu cho thấy Liên bang Nga đang gặp khó khăn trên chiến trường Ukraine, dẫn đến việc phải cố gắng khắc phục tình hình bằng cách thay đổi nhân sự. Tuy nhiên, ông Reuters cho rằng kết luận như vậy rất xa sự thật. Trên thực tế, việc bổ nhiệm đại tướng Gerasimov cho thấy người tiền nhiệm của ông đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, tướng Surovikin đã ổn định tình hình trong khu vực chiến đấu, đồng thời củng cố các tuyến phòng thủ của Nga, nhưng quan trọng nhất, ông ta đã phát động một chiến lược nhằm vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và bây giờ là lúc Nga thực hiện bước tiếp theo, chuyên gia người Mỹ nhấn mạnh. Theo cựu sĩ quan tình báo Mỹ, việc bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng Grashimov không phải để lộ các vấn đề khó khăn của Nga mà là sự sẵn sàng giải quyết các nhiệm vụ ở quy mô lớn hơn. Đại tướng Grashimov sẽ mở rộng năng lực tác chiến của lực lượng mặt đất thay cho tướng Shurovikin xuất thân từ không quân. Tiếp tục với những diễn biến liên quan, khi xung đột giữa Nga và Ukraine trở thành cuộc đối đầu giữa Moscow và NATO, thì Điện Kremlin lại càng có lý do để khiến phương Tây lo sợ. Nước này đã đáp trả các lệnh trừng phạt bằng ba quân át chủ bài rất đáng gờm. Trong bối cảnh quan hệ với phương Tây xấu đi, Nga đã quyết định lợi dụng điểm yếu của đối thủ. Kết luận này đã được chia sẻ bởi các chuyên gia truyền thông Trung Quốc. Đầu tiên, Liên bang Nga hạn chế xuất khẩu một số loại nguyên liệu thô chiến lược được sử dụng trong sản xuất chip. Đây là lĩnh vực rất dễ bị tổn thương ở phương Tây vì sự thiếu hụt chất bán dẫn có thể dẫn đến sự sụp đổ của nhiều nền kinh tế. Còn át chủ bài thứ hai đã được thể hiện thường xuyên gần đây. Trong vài năm qua, các công ty Mỹ đã cố gắng tạo ra một mẫu vũ khí siêu thanh hoạt động ổn định, nhưng chúng còn lâu mới hoàn thiện. Trong khi đó, Nga đang tích cực triển khai loại vũ khí tương tự trong lực lượng vũ trang của mình. Cách đây một thời gian, khinh hạm đô đốc Goskov đường trang bị tên lửa siêu thanh Recon đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Vũ khí này được coi là mối đe dọa đối với các tàu sân bay Mỹ vì đối phương không có phương tiện nào đủ tin cậy để phòng thủ trước chúng. Còn át chủ bài thứ ba của nga là một loại vũ khí khác. Chúng ta đang nói về hệ thống tên lửa đạn đạo RS-28 Sarmat sẽ được đưa vào thực chiến trong tương lai rất gần. Vũ khí này có một tính năng cực kỳ khó chịu đối với NATO là các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại của phương Tây không thể đánh chặn nó và tầm bắn của Sarmat quá đủ để vươn tới lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc bất kỳ đối thủ nào khác của nga. Cùng với ba quân áp chủ bài trên, thì Tổng thống Vladimir Putin mới đây đã yêu cầu các nhà lập pháp Nga thông qua luật cho phép nước này chấm dứt tham gia 21 hiệp ước và hiến trương liên quan đến Hội đồng châu Âu. Đài Ati đưa tin, ông Putin đã chính thức đệ trình dự luật chấm dứt các hiệp ước lên Chủ tịch Duma Quốc gia, tức là Hạ viện Nga, Vyacheslav Volodin. Trong số 21 hiệp ước Nga dự kiến sẽ ngừng áp dụng có hiến trương của Hội đồng châu Âu, Công ước bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, Công ước châu Âu về chấn áp khủng bố, Hiến chương châu Âu về chính quyền địa phương tự trị và Hiến chương xã hội châu Âu. Hội đồng châu Âu cũng sẽ mất quyền miễn trừ và các đặc quyền quy định trong Hiến chương. Hội đồng châu Âu do một quốc gia Tây Âu thành lập vào năm 1949 với sứ mệnh thúc đẩy dân chủ, nhân quyền và pháp quyền. Nga gia nhập tổ chức này vào năm 1996 và phê chuẩn Công ước châu Âu về nhân quyền năm 1998. Tuy nhiên, tháng 2 năm ngoái, 42 trên 47 nước thành viên Hội đồng châu Âu đã bỏ phiếu đình chỉ tư cách thành viên của Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine. Moscow đã lên án quyết định mang tính chính trị, công khai đứng về phía Mỹ và NATO của cơ quan trên danh nghĩa trung lập này. Chuyển sang những tin tức khác, tại Việt Nam hôm qua ngày 17 tháng 1, Trung ương đã đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh. Ngày hôm qua, 17 tháng 1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Xuân Phúc là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và nhà nước, trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Ông đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Phúc chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có hai phó thủ tướng, ba bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hai phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, hai bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Nguyễn Xuân Phúc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Quý vị thân mến, lần đầu tiên, lực lượng phòng vệ Đài Loan công bố kế hoạch cho phép phụ nữ tham gia huấn luyện lực lượng dự bị trong năm nay. Cụ thể, lực lượng phòng vệ Đài Loan cho biết cơ quan này sẽ cho phép khoảng 200 nữ quân nhân đã giải ngũ đăng ký tham gia các khóa huấn luyện dự bị tự nguyện từ quý 2 năm 2023, như một phần trong nỗ lực tăng cường lực lượng dự bị tổng thể. Thiếu tướng Wu Wen Cheng từ cơ quan huy động tổng lực thuộc lực lượng phòng vệ Đài Loan khẳng định đây là năm đầu tiên phụ nữ được phép tham gia khóa huấn luyện quân dự bị nên năm nay sẽ là chương trình thử nghiệm. Chúng tôi sẽ lập kế hoạch về năng lực đào tạo tương ứng với số lượng ứng viên. Phát biểu với báo giới, đại diện lực lượng phòng vệ Đài Loan cho biết thêm, các chương trình tự nguyện nhằm mục đích tăng cường hiệu quả của hoạt động đào tạo lại quân nhân dự bị về kỹ năng chiến đấu, qua đó giúp cải thiện khả năng chiến đấu của quân nhân dự bị. Hiện tại ở Đài Loan chỉ có đàn ông phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc và huấn luyện dự bị, mặc dù phụ nữ có thể tình nguyện phục vụ trong lực lượng phòng vệ và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế ngày hôm nay của tv chess nâng tầm kiến thức cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo